14 triệu người mang gen bệnh thalassemia, khiến nhiều cặp đôi có nguy cơ sinh con bị bệnh mà không hay biết. Tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam tăng 18 lần sau 5 năm, mối nguy cơ thể nghiện nicotine. Câu chuyện về lương y gần 80 tuổi vẫn miệt mài nuôi thuốc quý chữa bệnh cứu người. Kính chào quý vị, bạn Mai rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong bản tin Alo Doctor, nơi cập nhật những thông tin y tế và sức khỏe đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng tới với tin mới Doctor. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết 13 trên 14 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện. Chỉ còn một người có triệu chứng nôn ói đang được theo dõi tại bệnh viện. 14 công nhân nhập viện đều từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nice Passion Việt Nam, khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang với chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, nôn ói, tiêu lỏng. Sau khi bệnh viện tiếp nhận và xử trí khoảng 1 giờ thì có 4 bệnh nhân được cấp toa về, còn 10 bệnh nhân được cho nhập viện điều trị tại khoa nhiễm của bệnh viện. Hiện bệnh nhân còn lại sức khỏe cũng đã ổn định. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện địa phương ở tỉnh Yên Bái trong tình trạng nôn, đau bụng, tiểu ra máu. Cả 3 người xuất hiện triệu chứng sau khi ăn sâu ban miêu, một loại bọ cánh cứng chứa chất độc cathiradin. Các bác sĩ cảnh báo đây là một chất rất độc, gây tổn thương đường tiêu hóa, hoại tử dạ dày, ruột, gan, thận, thậm chí có nguy cơ tử vong. Trong khi đó, vẫn có thông tin người dân dùng loại sâu này để chữa bệnh. Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần từ bỏ thói quen ăn những loại côn trùng, động vật lạ vì không biết chúng có chứa chất độc hay không. Đây là mảnh xương vịt được gấp ra khỏi thực quản nữ bệnh nhân 60 tuổi ở Bạc Liêu. Bệnh nhân nhập viện khi thấy nuốt vướng, khan tiếng, đau nhiều ở vùng cổ sau 3 ngày ăn thịt vịt. Nội soi và chụp CT phát hiện có dị vật nằm ngang miếng thực quản và thanh quản gây nhiễm trùng phù nề. Sau phẫu thuật bằng phương pháp nội soi gây mê, các bác sĩ đã lấy mảnh xương vịt dài khoảng 20mm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện. Vừa qua, thì Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế vừa xây dựng khoa học online và phòng tránh sơ cấp cứu đuối nước dành riêng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên khắp cả nước. Đây được xem là bước khởi đầu cho mục tiêu đưa kỹ năng sơ cấp cứu vào trường học. Chương trình được thí điểm ở một trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội tại 4 bệnh viện, 96,2% nạn nhân bị ngừng tim ngoài viện tử vong một phần do chưa có kỹ năng sơ cứu trước khi vào bệnh viện. Tương tự với đuối nước, nguyên nhân thứ hai gây ra thương tích cho trẻ em tại Việt Nam hàng năm là do tử vong do tai nạn thương tích. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước nói riêng và dự phòng đuối nước nói chung cho người dân trong cộng đồng là rất cần thiết. Hiện cả nước có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh thalassemia và còn nhiều người mang gen lặn trong cộng đồng chưa được phát hiện, mà người mang gen lại hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì. Vì vậy, nguy cơ người cùng mang gen lấy nhau luôn thường trực, dẫn tới nhiều cặp đôi có nguy cơ sinh con bị bệnh mà không hề hay biết. Nguy cơ này cao hơn ở một số dân tộc thiểu số, như người Mường tỷ lệ mang gen là 41%, người Thái là 38%, còn người Kinh là 9,8%. Hiện nước ta có hơn 20.000 người cần phải điều trị cả đời, trong đó 30% phải chọn lọc máu để truyền do có kháng thể bất thường. Mỗi năm có thêm 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh, trong đó hơn 2.000 trường hợp mức độ nặng. Chưa được cấp phép lưu hành, nhưng tỷ lệ người sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam đã tăng lên 18 lần sau 5 năm. Con số thống kê được của Bộ Y tế đưa ra đã làm căn cứ cho đề xuất không thí điểm các sản phẩm có hại cho sức khỏe và cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới. Năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở 34 tỉnh, thành phố tại Việt Nam chỉ khoảng 0,2%. Năm 2022 đã tăng lên khoảng 3,6%. Điều đáng lo ngại là hút thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong giới trẻ bởi một quan niệm sai lầm. Và các bạn nghĩ rằng nó không gây nghiện gì cả, và các bạn kêu gọi những cái người bạn của mình hút cùng với mình.
Trước đây, ngay chính tổ chức phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đã từng khuyến cáo dùng thuốc lá điện tử để cai nghiện thuốc lá truyền thống, bởi với hàm lượng nicotine thấp trong thuốc lá điện tử được xem là góp phần giảm phụ thuộc nicotine. Tuy nhiên, đến nay thì quan điểm này đã được chứng minh sai lầm. Họ đã dùng cái 5% nhưng mà khi mà họ đã nghiện rồi thì cái nồng độ nicotine 5% nó không thỏa mãn, họ có thể tìm đến với những cái dung dịch có nồng độ là 10% hoặc là cao hơn nữa. Đó là một cái quá trình mà nghiện nicotine. Chính tổ chức phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về thuốc lá điện tử khi ngày càng xác định được những mối nguy hại từ loại sản phẩm này. Trong cái thuốc lá điện tử nó có những cái chất diacetin là một cái hương liệu tổng hợp, và cái này đã được khẳng định trên thế giới rồi là diacetin nó gây cái bệnh viêm phổi kẽ. Thì song song với đó thì nó kèm theo như vậy là cái nghiện nicotine cũng giống như nghiện thuốc lá truyền thống như vậy, và cũng rất là khó bỏ, rất là khó cai. Chính vì vậy, nói không với thuốc lá điện tử tại Việt Nam là điều cần phải làm và làm ngay, như 32 quốc gia khác trên thế giới cũng đã ra lệnh cấm loại sản phẩm gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe này. Khán giả có gửi tới tổng đài 1900 969600 câu hỏi: làm cách nào để nhận biết trẻ bị tự kỷ? Tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả lời câu hỏi này. Trẻ mà tự kỷ thì nó sẽ có một số những cái mà tương đối bất thường, ví dụ như là trẻ ít giao tiếp, thích ngồi một mình, thích nói một mình, nói những cái từ mà nó không vô nghĩa, hoặc là có những cái động tác mà tương đối vô nghĩa. Ngoài ra thì còn có các cái triệu chứng ví dụ như là tăng động hơn này, mất ngủ này, thì đấy là một số những cái triệu chứng bất thường. Và khi mà cha mẹ thấy có các cái triệu chứng bất thường thì tốt nhất là nên đi khám sớm, bởi vì nếu như thật sự may mắn là trẻ không tự kỷ thì đấy cũng là một cái lần khám cho mình yên tâm. Còn nếu như là trẻ tự kỷ thì sau khi mà được khám và phát hiện sớm thì căn cứ vào cái chẩn đoán của các chuyên gia để biết mức độ, và từ đó thì cũng sẽ hiểu được các cái mức can thiệp nên ở cái mức độ như thế nào. Chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình mà thành một cái chuỗi khép kín, theo dự kiến là đến cuối năm nay thì chúng tôi sẽ triển khai tương đối hoàn chỉnh cái mô hình này. Không chỉ dành trọn tâm huyết để chữa bệnh cứu người, cung cấp dược liệu miễn phí giúp đỡ người nghèo, hàng chục năm qua, lương y Nguyễn Văn Long, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cũng dành trọn thời gian để nghiên cứu, đi tìm và xây dựng vườn thuốc quý. Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng niềm hạnh phúc khi được cống hiến cho ngành y chưa bao giờ ngưng nghỉ trong ông. Gần 80 tuổi, những dấu hiệu của tuổi tác xuất hiện ngày càng nhiều, thế nhưng không một ngày nào vị lương y này chịu nghỉ ngơi. Hàng trăm loại cây thuốc trong khu vườn này, ông đều nhớ vanh vách và say mê chia sẻ mỗi khi có ai ghé thăm khu vườn. Với ông, đây không chỉ đơn thuần là những vị thuốc, mà gắn với mỗi loại cây đều là một câu chuyện, một kỷ niệm về hành trình tìm kiếm và chữa bệnh cứu người. Đoàn dược liệu đưa tôi lên núi Tà Lua, đã chỉ cho tôi cái dây đây, là cái dây kim ngân đây. Tôi hết lòng mừng rỡ. Tôi bèm nguyên vị thuốc dây kim ngân sắc cho mẹ uống. Mẹ khô heo hết, các đầu chi khô ráo hết, mẹ mừng rỡ. Trải qua hàng chục năm, khu vườn giờ đây đã ngày càng được mở rộng và chen kín những cây thuốc, trong đó có những loại quý. Khu vườn là cả tâm huyết, tình yêu và niềm say mê một đời của ông. Chính điều này đã mang đến niềm cảm hứng cho 5 thành viên khác trong gia đình sẽ hướng nối nghiệp ngành y. Những kiến thức và gia truyền của ba chỉ dạy rất là nhiều mà tại sao mình không học, mình lưu giữ để mình giúp cho mọi người. Và chị quyết định khi mình đã lớn, dù có gia đình, có con, cũng có nghề mình làm rồi, nhưng mình vẫn quyết tâm là mình sẽ quay lại. Không chỉ trồng thuốc, lương y Long còn dày công nghiên cứu, bào chế ra nhiều bài thuốc mang đến hiệu quả cao trong chữa bệnh. Vì các cái thuốc này nó không phải ở địa phương mà nó các nơi trong đất nước, ở ngoài Bắc di thực vào ở miền Nam, thế nên dù khó khăn dù hạn hán gì cũng phải lưu giữ các cây thuốc. Hiện khu vườn của ông cũng được ngành y tế Khánh Hòa giới thiệu là nơi cung cấp giống dược liệu của tỉnh. Thiên nhiên ban tặng cây thuốc quanh ta. Đây như là thông điệp mà lương y già này muốn gửi gắm: hãy tìm hiểu, lưu giữ và trân quý kho vàng dược liệu quý mà thiên nhiên ban tặng. Những hình ảnh và thông tin vừa rồi cũng thay cho lời kết của bản tin Alo Doctor ngày hôm nay. Mong sẽ tiếp tục nhận được những thắc mắc về y tế và sức khỏe của quý vị gửi tới số điện thoại 1900 969600.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bạn Mai xin kính chào và hẹn gặp lại.